Christine Sa, rất cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình The Making of Asia. Xin chú ý, xin mời tất cả các ca sĩ chuẩn bị lên sân khấu ngay bây giờ. Bài số 1, số 2, số 3 xin chuẩn bị lên sân khấu. All the dancers, singers and the musicians, band, please report on the stage right now. Thank you. Nữ ca sĩ Cát Linh và nam ca sĩ Nhật Lâm chia sẻ về tiết mục đầu tiên trong chương trình. The opening, it was nerve-wracking. Cát cũng hơi run, nhưng mà I think that's kind of bình thường. But I was very, very excited to have the opportunity để mở đầu cái chương trình cho Asia 69. Đây cũng là lần đầu tiên Cát bước lên sân khấu, cho nên opening cũng rất là đặc biệt. So it was great. I was very excited. Cát Linh đã được anh Việt Dũng với lại anh Hồ với lại chị Vân để từ Dallas, Fort Worth, Texas. Tại vì Cát Linh cũng đã hát mấy năm nay. Khi mà anh Việt Dũng để ý rồi thì anh cũng giới thiệu với anh Hồ và chị Vân. Thì anh Hồ với chị Vân mới kêu Cát là move qua Cali để có thể tập nhạc và tập vocal training để phát âm cho những cái bài hát. 6-6, zoom out. Standby 3, standby 5, 5. Thấy là một sự khó khăn khi mà hát tiếng Việt Nam đó là tại vì Cát là người Nam, cho nên khi mà hát không có phát âm đúng, cho nên like I said earlier, anh Hồ với chị Vân mới kêu Cát Linh qua đây để tập nhạc với lại thầy Nhạc Ngân. He was actually my teacher và Cát là học trò cuối cùng của thầy. Đây là cái niềm mới của Nhật Lâm. Nhật Lâm rất là vui và đã chạm được một cái giấc mơ của mình, đó là được ca hát và được đứng trên sân khấu của Asia. Đó là niềm mà bao nhiêu người là đây là cái niềm mơ ước của tất cả các người ca sĩ mà muốn được bay xa hơn, được tiến xa hơn, thì đây là cái nơi mà để cho mình đưa mình tiếng hát của mình tới khán giả gần hơn. I have watched Jimmy Huyền hồi lúc Cát còn nhỏ, so I look up to her and I think she's amazing, and anh Nhạc Lâm, he's the sweetest person ever, and we just fit perfectly tại vì ba đứa mình là thuộc về nhạc môi, cho nên hát chung với nhau rất là hợp. And it was just perfect because there was a connection there. 5, 6. 6. Quyên được gọi nha Quyên, tại vì chị nghĩ là thấy xuống dưới thì không thấy nữa. Phía sau hậu trường, một xe cứu thương đang đậu ở ngoài và một vài bác sĩ đã vào để gặp cô ca sĩ Hoàng Anh Thư. Phải ốm không bị phút phút thôi sao? Phút thôi sao nè? Quyên nhà Thủy Tiên lo quá. Bây giờ Thủy Tiên kêu lo. Hello. Chị Quyên, chị tội nghiệp quá, chị cứ lo cho Thư, cứ lo suốt trong cái buổi show à. Trước khi show thì chị cứ chạy đôn chạy đáo, chị hỏi là rồi Thư có sao không? Có sao không? Thấy em
thấy em mệt mỏi, thấy em ói nhiều quá thì chết rồi, không biết em có diễn nổi không. Thôi thấy chị chạy đồn kia đó rồi chị gọi bác sĩ vô, chị gọi cũng 4-5 người lận vô đo huyết áp cho Thư, đo nhịp tim cho Thư. Rồi bác sĩ nói chết rồi, nhịp tim chị mới nói là bác sĩ nói nhịp tim của Thư hơi bị thấp. Does she know what her blood pressure normally is? Because it's pretty low right now. Thường thường em có biết là em bị cái blood pressure của em thấp không? Không, trước giờ thì tim đều. She said it was normal for her. Và bác sĩ nói là Thư cần phải vô bệnh viện gấp để truyền nước biển, lại theo dõi này nọ. Hoàng Anh Thư sẽ phải quyết định, một là cùng đi với các bác sĩ đến với bệnh viện, hai là từ chối lời khuyên của họ và ở lại để trình diễn trong chương trình. Trong lúc cô ấy suy đi nghĩ lại, chúng tôi xin trò chuyện với ca sĩ Hồ Hoàng Yến trước khi cô ấy bước lên sân khấu. Đây là một cái cơ hội để mà Hoàng Yến biết được cái giọng hát của mình như thế nào. Thì lần này Hoàng Yến được trình bày hát bài hát Riêng Một Góc Trời của nhạc sĩ Ngô Thiện Miên. Thì thật ra bài hát này khi mà được giao với cái bài hát này thì Yến với lại Lê Anh Quân rất là vui. Và Quân cũng rất là thích bài hát này. Thì hai đứa cũng cố gắng tập luyện để mà hát cho nó được hay, để mà không phụ lòng cái khán giả đang xem. Và thưa quý vị, hát Quân và người học trò của Quân thật là vui khi nhìn xuống khán giả, là Yến thấy là khán giả rất là đông và đang đi vào nữa là khác nữa. Tại vì cái bài hát của Yến là Yến ra lần là cái bài hát số 2 nên khán giả lúc đó là đang đi vào hậu trường rất là nhiều. Mà Yến thì lại đứng ở trên cao, đâm ra nhìn xuống thì thấy nó lạ lắm. Tại vì lần đầu tiên Yến được đứng ở trên một cái tầng cao như vậy để mà nhìn xuống thì rất là rung. Tay chân rung lập cập hết đó, là tại vì không có quen nhìn xuống mà nó sâu như vậy. Nên là rất, lúc đó là rất là rung thưa quý vị. Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu. Lindsay trình bày với Thùy Hương và Cardin, Tiên Dung và Thùy Hương, tụi em phải học rất là kỹ cái lời Portuguese. Thành ra là đó là một cái niệm mà em khó quên nhất. Và tụi em đã học những cái lời đó và tụi em đã hết sức cố gắng và để hát cho quý khán giả nghe. Thì hy vọng rằng quý vị sẽ thích và ủng hộ mua DVD Asia số 69. How was it? I think we did okay, but I did miss one dance move. Trước hết thì Tiến xin kính chào quý vị khán giả khắp nơi. Lần đầu tiên Tiến được ở trong Asia 69 thì Tiến rất là hồi hộp, cứng cả người luôn. Cho nên thì Tiến cũng không biết nói gì, nhưng mà Tiến cảm thấy là rất là vui và là một niềm danh dự thật là cao. Thì như là những cái show khác á, thì Hà Thanh Xuân cũng sẽ được dợt trước trên sân khấu và tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng phải chạy qua một lần giống như là một cái chương trình thật sự. Thì khi mà tập dợt thì mọi thứ nó rất là perfect, tức là nó không có một cái vấn đề gì hết, nó không có bị một cái trở ngại gì cho Xuân cả. Ngay cả khi mà Xuân đi từ trên cầu thang đi xuống, cũng như là Xuân đi ở dưới sân khấu, rất là dễ dàng mà không có vấn đề gì hết quý vị. Nhưng mà không biết tại sao mà lúc tối diễn thì nó lại không thể nhìn thấy được. Chắc là Xuân nghĩ là do cái ánh sáng nó nhiều quá nên làm cho mắt của mình không có nhìn rõ được cái bậc thềm. Xuân đi từng bước bước xuống cầu thang và
nhìn khán giả cũng rất là bình thường, cũng không có gì xảy ra. Nhưng mà khi hát xong một lần bài và khi mà Xuân quay vào trong cái phần mà gần với ban nhạc á, Xuân ngồi xuống thì khi Xuân đứng lên á, thì bước ra thì nó lại hụt cái chân xuống và té. Sau khi té, Hà Thanh Xuân đã làm sao? Và cô ca sĩ Hoàng Anh Thư cuối cùng sẽ lên sân khấu hay không? Một lần nữa, Christine Sao rất cảm ơn quý khán thính giả đã đến với chương trình The Making of Asia trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi chỉ còn một phần nữa thôi, thì Christine Sao xin kính mời quý vị hãy đón xem phần cuối cùng của chương trình này trong tuần tới. Ngay bây giờ, cho Christine xin kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị. Asia DVD 69 tác giả của tác phẩm nhỏ. Những tác phẩm vượt thời gian trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sông kiếp lang thang, ngẩn ngơ như chim xa đàn, nghĩ mình tuổi thân muôn. Những sáng tác lưu vong mang nét ưu tư quốc gia dân tộc. Mắt nó thèm cơm cháo. Phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2012. Trung tâm Asia trân trọng kính mời. Asia DVD 69 tác giả và tác phẩm liên khúc tuyệt vời tình ca muôn thuở. Một đời ca sĩ hát trong buồn tênh. Những liên khúc một thời vàng son của nhạc trẻ Việt Nam. Tân ngất đi một cụm hoa thạch thá. Em nhớ cho một thời. Phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2022. Trung tâm Asia trân trọng kính mời. Asia DVD 69 tác giả tác phẩm những sáng tác mới của những nhạc sĩ trẻ sáng tác sau năm 1975. Việt Nam ơi, thời gian qua nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót xa nhìn đời. Người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mơ mà giặc tàu ngàn tàn trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc ta. Phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2022.